Không có thấy cái này là cái cảnh đóng phim. Đóng phim. Bây giờ đây là chỉ tình huống giả định thôi nha các bạn. Đó, khi mà các bạn làm nước thì bạn nên canh đúng mà không có đây. Cái này giả định đúng không anh? Dạ. Khùng quá, đang nóng thiệt. Ê, không tin em chạy. Em nó không nóng nha. Thì cái bụng đây. Em nó không nóng. Lấy bê đê thì tao hối hận đó. Cứ vào miền Tây đi em. Cứ vào. Ôi đâu kìa, xa. Dạ, Sa Đéc, Đồng Tháp. Gió. Sa Đéc, Đồng Tháp. Nó có bê đê không? Có bê đê, tao đẻ ra là bê đê luôn. Có một mình đó thôi đó mà ồn cỡ đó đó. Có một mình mà ồn cỡ đó đó.